phải nói rằng là đây là một tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp. Kỳ nghị quyết này đặt ra những mục tiêu rất là tham vọng và rất là đáng mừng là những mục tiêu rất là cụ thể. Cụ thể là có thể so sánh được các chi phí về thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo hiểm xã hội so sánh với bình quân của nhóm 4 nước đứng đầu khu vực ASEAN. Thì nếu nó đã thực hiện được cái chỉ tiêu này theo cái mốc mà những nghị quyết ghi nhận là năm 2020 thì rõ ràng đây cũng là một cái chương trình rất là tham vọng. Tôi cho rằng đây là một nỗ lực tiếp theo. Tuy nhiên việc thực hiện cái nghị quyết này cực kỳ khó khăn. Thực hiện nghị quyết này thì vai trò của các chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lại cực kỳ quan trọng. Là bởi vì nó phải thay đổi thái độ làm việc ở công chức, mà công chức thực hiện ở thông thường, công chức thực hiện thì nằm ở các sở và ở các huyện. Vấn đề quan trọng tức là phải có cái việc giám sát để vì cái việc thực hiện là thực sự có hiệu lực. Bởi vì doanh nghiệp thì hiện nay là nói với tôi là cái số thủ tục thì giảm đi nhưng mà cái chi phí ngoài pháp luật thì tăng lên. Quyết tâm đây không chỉ bằng tuyên bố mà quyết tâm phải bằng các cái hành động cụ thể, và cái hành động cụ thể đấy nó không phải chỉ dừng lại ở cái người đứng đầu mà bắt buộc nó phải chuyển đến là những người thực thi, những người trực tiếp là thi hành những các cái quy định. Và chỉ có những người đó thực thi trực tiếp thực hiện cắt giảm thì khi đấy mới thực sự là doanh nghiệp người ta sẽ không vướng phải những vướng mắc. Thì chính phủ đã có những động thái rà soát một cách tổng thể, và qua quá trình qua cái thực tiễn và báo cáo của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ ấy, thì cái kết quả rà soát đó và đã cắt giảm được những cái thủ tục hành chính rất đáng kể, thì chúng tôi cho rằng là với cái lộ trình này ấy, thì chúng ta cũng đang đổi mới cải cách và thực hiện rất là có hiệu quả về cái thủ tục cắt giảm này.